Bữa nay thì tụi con mua được chiếc ghe này á, thì bữa nay con cũng xin khoe với ông bà cô chú anh chị em mình cùng để cùng vui với tụi con. Thì chiếc ghe đó lúc mà mua thì có giá là 57 triệu, rồi trong thời gian đó thì cũng có mấy cô mấy anh và mấy chú có giúp đỡ thêm cho tụi con để phụ tiền với tụi con để mua được chiếc ghe. Thì ở trong đó thì có cô Kim Thanh ở bên Nhật, cô Kim Thanh có giúp cho Hương Vị Đồng Quê 5 triệu để phụ tiền vô mua chiếc ghe. Rồi một anh giấu tên, thì anh giấu tên đó có giúp cho ba đứa tụi con mỗi đứa là 6 triệu. Còn với lại là anh Trương Quốc Danh, anh Trương Quốc Danh giúp cho tụi con số tiền là 20 triệu, là tổng cộng là 20 nè với 18 là 38, 43 triệu, 38 với 5 43, tổng cộng là được 43 triệu. Còn số tiền còn lại là của Bình Tồn, tại vì đây là Bình Tồn nó mơ ước có chiếc ghe từ rất là lâu rồi, nhưng mà có đợt trước cũng có sửa sang chiếc ghe kia lại để đi nhưng mà không có thành công. Cho nên là sau khi tụi con có được chiếc ghe này á thì ai cũng rất là vui. Thì mấy bữa nay á thì giờ do mới lấy về chạy tới chạy lui để thử ghe, thử cái ghe có im hay không để mà mình điều chỉnh lại làm sao mà cho nó im, cho nó im ru, cho nó ngon lành. Mấy cái này thì mình Tòm với anh Quẹo biết chứ còn con thì con không biết. Anh Quẹo có gì muốn nhắn nhủ với mấy cô mấy chú ở đây không? Thì cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô chú đã cho Hương Vị Đồng Quê cái chiếc ghe để đi câu, thì đi bắt cua bắt ốc, nói chung là đi săn bắt. Hái lượm không? Không, hái lượm của người ta sao rồi hái lượm được. Đúng không? Đúng. Vậy thì nói chung mày cũng không biết nói gì, thì biết nói cảm ơn vậy chứ, cảm ơn vậy thôi chứ đâu có biết nói gì nữa. Mừng vui không? Vui. Anh Quẹo có nói với con đó là sau này từ từ thì tùy theo mùa, tùy theo thời điểm thì tụi con sẽ đi chỗ này chỗ kia trên sông để mà câu cá hoặc là câu tôm này kia kia nọ để phục vụ cho ông bà cô chú anh chị có những giây phút thư giãn thiệt là thoải mái. Bình Tồn cũng có vài lời muốn nhắn gửi với ông bà cô chú anh chị em và quý mạnh thường quân. Bình Tồn thì có cái tánh mắc cỡ. Nói giờ mắc cỡ hơn tao nữa mày. Nói đi. Mắc cỡ hơn tao nữa mày. Đi đi. Thì đâu có gì đâu, thì chứ ghe mà hỏng rồi thì hư là lặt vặt sửa cho nó im luôn vậy. Ủa chừng nào đi lấy ghe mày? Ông nói nay hoặc mai. Nay. Thì chơi chứ lặt vặt chứ không có gì, không có gì mà quan trọng. Thôi cho nó im thôi. Hổm nó chưa im hung giờ nó mới sửa chạy cho nó mới im. Đồng mấy anh em của tụi con á thì Bình anh Quẹo thì gành về sông nước, Bình Tồn á thì gành về máy móc hơn. Còn con thì không có gành gì hết. Cho nên là con thì chỉ có biết đi theo thôi chứ còn ngoài ra thì hai người này quản lý chiếc ghe chứ còn con không biết gì hết. Thì Bình Tồn có nói với con mấy bữa trước, Bình Tồn nói là để anh đi sửa chiếc ghe lại cho nó im rồi mới mốt á thì ông bà cô chú anh chị ở gần xa có muốn về thăm á thì cũng có phương tiện để mà mình đi vòng vòng mình chơi rồi từ từ ổn định thì sẽ làm cái gì đó để mà không có phụ lòng ông bà cô chú anh chị.
Thì con cũng xin thay mặt cho Hương Vị Đồng Quê, Bình Tòng, anh Quẹo ở đây, con gửi lời cảm ơn tới mấy cô, mấy chú đã thương yêu, giúp đỡ, ủng hộ cho tụi con, để tụi con có được để tụi con thực hiện được cái ước mơ của tụi con. Và sau này thì con sẽ cố gắng ra thật là nhiều cái clip thật là hay, vui tươi, thú vị ở bên cạnh mấy anh này. Mong là anh Quẹo với Bình Tòng luôn luôn ủng hộ cho Hương Vị Đồng Quê nha. Hôm trước tới giờ là mấy anh không ủng hộ hả? Không, chưa. Chưa hả? Chưa. Anh Quẹo ủng hộ nha. Ủng hộ là sao? Ủng hộ là đăng ký kênh. Khỏi đi làm gì á, khỏi đi làm gì á, tối ngày coi, cứ sáng coi, trưa coi, chiều coi, lúc nào cũng coi, rảnh là coi. Như là vậy là ủng hộ anh sao? À, chứ con cũng mong á là mấy anh nhỏ dòng dòng xóm luôn luôn giúp đỡ cho tụi em con. Em có nói gì, em có cho số điện thoại gì, nhận chữ thuê đầu luôn để em đăng lên đó, để anh với Bình có việc làm chứ. Ví dụ mà ai mà có chở thuê gì anh chở được phải không? Chở được chứ. Anh Quẹo chở không được. Ủa anh Quẹo chở được mà. Ví dụ như chở bia bằng không. Chở nước. Ta chở những cái vật lệ dụng người ta không đi được cái đường xe thì mình ta mướn mình chở. Vậy ví dụ như mà anh cũng có anh quên nữa, sẵn ở đây còn muốn nói là có anh Quỷ, có anh Bình ở đây á, thì chiếc ghe thì của ba đứa, thì ba đứa muốn làm gì làm, nhưng mà em thì em không biết lái cho nên là em chỉ muốn đi theo thôi, chứ còn anh với lại Bình Tòn có muốn đi đâu thôi, có muốn làm gì thì cứ việc lấy bình thường. Anh cũng không có lái nữa, tại vì biết sao không? Sao Bình nó lái, anh ngồi anh câu vòng vòng nó khỏe hơn phải không? Anh cũng lái nữa. Vậy anh lái nha anh Bình. Tới hồi anh Toàn lái nha anh Toàn. Tới hồi có đi làm gì thì nó lái anh đi, anh ngồi sao anh có chừng nữa. Còn nếu như mà sau này ví dụ như Bình Toàn có muốn, hoặc là anh Quẹo gì đổi ý á, không có muốn muốn đổi hướng khác làm ăn hay cái gì đó á, thì ba đứa mình ngồi lại không có bàn với nhau. Bây giờ có đổi hướng làm ăn anh cũng phải ở trên sông nước à, tại vì anh đam mê đó. Đam mê hả? Đam mê. Còn anh Quẹo? Còn anh thì anh đâu có gì trong đó đâu mà phải chia ra hay có gì? Chứ không, anh có 6 triệu thì trong đó cũng đàng như... hoàng đâu đó đàng hoàng. Em không muốn sau này anh em mình mất lòng. Không thì cũng như giờ anh mất lòng trước đặng lòng sau, nhưng mà sẵn đây thì có ba người thì nói vậy cho sau này vui vẻ một đám người vậy là thì chừng nữa thì anh không đi nữa thì em với Bình đi thì cứ đi bình thường, chứ anh đâu có nhận tiền lại làm vậy đúng không? Không không, không đi thì không đi thì thôi, chứ không có nhận tiền. Không chịu. À, giờ giao vậy á? Không, em chịu. Thì giao ca giống y vậy đi. Ví dụ ai không đi nữa thì thôi, chứ không có đòi tiền. Không, là em chuyện nữa có gì em nhớ làm chứng là lấy cái clip này ra là em có nói vậy. Là anh không có nhận tiền. Bình Tòn sao, ý Bình Tòn sao thì vậy đó, sao không được, dễ lắm chứ đâu có gì đâu khó. Có gì đâu, cái này cái chuyện này là không có phức tạp, mình làm cho phức tạp chứ. Ừ đó, như ông bà cô chú anh chị cũng nhìn thấy là anh em của tụi con rất là thiệt tình, rất là đoàn kết, đoàn kết với nhau, đúng rồi. Cho nên là đơn giản mà nó hiệu quả. Câu thôi, một đoàn kết đúng. Bởi vậy anh em tụi con tuy là bà con không có bà con ruột thịt với nhau, nhưng mà coi nhau như anh em ruột thịt ở trong nhà vậy đó. Thì con em cũng cảm ơn anh Quẹo, em cũng cảm ơn anh Bình đã giúp đỡ cho em, giúp đỡ cho kênh Hương Vị Đồng Quê từ hôm trước tới nay. Đặc biệt là con cũng cảm ơn tới cậu ba anh Ti. Cái hèn không dám hả? Cái hèn không dám. Nói giống Thiên Hồng Kông mày. Thì con xin thay mặt cho anh Quẹo, anh Bình và con ở đây, con cũng gửi lời cảm ơn tới
tới cô Kim Thanh, anh Giấu Tên và anh Trương Quốc Danh được dồi dào sức khỏe, vạn sự bình an. Và con cũng cầu xin ơn trên cho mấy cô, mấy anh được dư dật ở trên tài chánh để giúp đỡ thêm những người khác nữa. Con xin cảm ơn rất là nhiều. Nói nghe nè, bữa nào gắn cái đèn nha. Gắn cái đèn ở tước mũi nữa nè, rồi gắn chữ Hưng gì đồng quê nữa nha. Em dán cái bảng logo chị đồng quê vô cái đống cái bảng đó đó. Cái nào? Đó, em dán vô đó đó. Nó vừa mát ở tông mà nó vừa. Cái nào em chỉ em có? Chỗ nào không? Chỗ nào không? Giờ em đi đồng cái bảng Hưng chị đồng quê á. Mà em canh sao mà người ta giết chữ cái chữ nó bự. Rồi đụng đầu làm sao đi, đụng đầu làm sao? Cái miếng dán, bằng đè, bằng mẫu, bằng vải á, hiểu không? Rồi, em dán vô nè. Em ơi, dán vô hai cái be hai bên gì nè, đẹp hơn. Đẹp hơn không? Đẹp hơn, mà bự hơn đó. Hai be hai bên ha. Thì dán bên đây cũng được. Xong cái mình gắn cái đèn led chạy dài, 10 tấn gì nè. Cái buổi tối mình đi cho nó đẹp. Sao? Được không mình tao? Giúp gì đi hát cây lương vậy hả? Một cái đèn 10 tấn thôi. Mình đâu có gắn đèn được. Vậy là em đừng có mướn người ta dán, em mướn người ta vẽ á. Vẽ chữ luôn bằng là bằng sơn luôn cho nó được. Vậy hả? Ừ, vẽ ha. Giống như vẽ hai con mắt chiếc thề chiếc sùi chiếc kia đó. Giờ á mình lấy cái mình vẽ cái chữ nổi lên sẵn ô sẵn rồi mình chỉ sơn y như mình tô á, y như nước tô trong đó thôi. Chừng nào mình thấy được rồi mình hãy tô. Mà em không biết làm cái đó. Vậy chứ em là nữ em biết làm sao anh biết làm? Ông thì cái em làm tầm bậy rồi nó đó, thà mình đưa cho người ta làm nó ra kích thước nó ra. Ví dụ trứng giữa đó, nào mà trứng giữa người ta canh mình sao á. Thì mình cũng đo được á, lẽ cái nào mình cũng mướn tốn tiền em. Vậy hả? Ừ. Gắn chỗ này nè. Ví dụ là chữ Hương nè, rồi em làm chữ Hoa không đi thì nó sẽ có cái lần này nè. Thì em viết chữ Hợ gì nè. Thấy không? Ủa, đó. Vậy á, mà mốt mình tô vòng vòng đây là thành chữ Hợ, là chữ Hương vậy đó. Thấy không? Hay sơ sơ mà cũng đẹp đẹp rồi đó. Mình gắn chữ Hương gì đồng quê. Xong rồi cái mình gắn đèn lá, đèn led. Rồi mình gắn thêm một hai cái bóng đèn. Chắc cái đường này chắc phải tốn hai cái bình luôn. Tất cái đèn led nữa chắc phải hai cái bình nữa. Đèn led mình vừa chạy vừa sạc được không? Mình không lúc chạy, mình không chạy mình cũng đâu bật. Được không? Cái bình nó cũng yếu rồi. Với lại mình gắn cái đèn, hai cái đèn màu xanh nó chớp tắt cái giống như mấy chiếc xà lan của người ta anh quẹo. Nếu mà em gắn đèn đó là em phải mua cái cục sạc ở nhà sẵn với một cái bình nữa. Vậy hả? Ví dụ cái bình này để chạy ra, còn một cái cục sạc là xách cái bình về là thằng nhà thằng sạc thằng gắn đèn không. Chứ lỡ mình đi mình xài đèn nhiều quá thì nó hết bình hồi chạy không lên rồi. Cái vụ bình với đèn em không có rành thì có em cái đó em không biết gì luôn á. Anh nói em hiểu sơ sơ chứ em không có hiểu không. Nước nó cũng tốn bình với nó. Chị tính sao mình tổng? Mua thêm cái bình đó hả? Với lại quên nữa, với lại là mình đóng thêm cái này nữa nè. Giờ kiếm cái chỗ nào á, tiền lên đây tiền. Giờ mình kiếm thêm cái chỗ nào á, mình đóng một cái khung gì nè. Đậy cục máy lại hả? Đậy cục máy lại để thấy ghê quá. Chỗ này là nở dưới cái quần ốc quần bà ba hay là cái gì vô đây là chết luôn á. Thì nó quấn vô chứ đâu có chết. Chết rách áo, chết. Nếu mà nó không rách áo thì nó rách quần. Rách giò luôn chứ. Nhai luôn cái giò mình luôn á. Đi, đóng luôn em tạm. Nó không cho thiết kế đóng xong mà cho vừa mát cái máy mà vừa an toàn á. Thôi mình đóng mấy cây vuông luôn, có gì mình có thể ngồi đó được luôn cũng được hết. Ừ. Đóng luôn đi. Thì, bình tồn á thì nó ham chiếc ghe dữ lắm. Rồi cái đợt đó thì nó mượn chiếc ghe của anh Thà về sửa 30 mấy triệu. Rồi cuối cùng tả luôn chiếc ghe chứ không có xài được gì hết. Nên là cái bữa mà bình tồn mấy tụi con đi mua được chiếc ghe thì ở đây ai cũng mừng hết á. Bình tồn thì nó có cái tánh là nó mắc cỡ, rồi nó hay mặc cảm á. Cho nên là nó thổ lộ ra bên ngoài, nhưng mà khi mà hút ống kính rồi á thì cái nói dữ lắm ở đây á, anh em tụi con nhìn thấy được cái điều đó. Cho nên là
đi theo chơi thôi chứ con không biết vụ này. Hai biết sao không hai? Dạ. Anh Bình là con trai chưa vợ nên còn mắc cỡ. Phải không anh Bình? Ừ. Phải không? Thầy có mắc cỡ không? Mắc cỡ rồi lắm gì anh? Ủa còn nước ở dưới đây còn sao? Con có nhiều điều kiện để đi trên sông nước, rồi bắt tôm, bắt cua, bắt cá, rồi có nhiều sẽ để có nhiều cái clip vừa hay vừa mới vừa lạ, và con cũng không học hỏi được những cái gì mà ở quê của mình, tại vì tuy là con ở miền quê sông nước thôi chứ hồi nhỏ lớn có những cái chuyện mà con chưa có thử lần nào hết, chưa trải nghiệm được lần nào hết. Thì sẵn dịp này thì con cũng học hỏi để sau này mà biết đường kể chuyện cho cháu ngoại, cho cháu nội nghe. Chưa biết. À. Vậy chứ giờ mình được đi thì chừng nữa mình kể lại cho tụi nó nghe. Chứ anh Quẹo. Quẹo biết cái con dẹp dẹp bữa hổm đu bập lá á, là con gì không? Em mới biết luôn á. Còn là đặc sản không á. Con hào á là cái con tròn tròn phải không? À. Còn con đó là con bầu ngư. Không? Con bầu ngư con á. Con đó để chắc để nóng nước uống chứ có ruột đâu. Cái con đó là con con á. Ủa? Mấy cô chú anh chị ở đây nói em mới biết chứ không thôi em cũng đâu có biết. Mà nó ngon không? Mà bầu ngư mắc lắm anh. Mà cái con bầu ngư hồi đó cá thì kìa. Em nghe nè. Phải mở đây nó có con hải sâm nữa mới ghê. À là cái món bầu ngư vậy tông cái bầu ngư với cá đó, mình thường ta nói vậy đó. Ở Việt Nam mình có không ta? Có chứ. Thì đó nó đâu một lá kệ bữa nào mình đi bắt bầu ngư ăn bữa ấy. Đồ hồng lưỡi hả? Không lẽ đặc sản đó ở Việt Nam mình có quá nhiều mà ta không khai thác. Có mà, ở Việt Nam người ta bán nhiều lắm mà anh Quẹo nói vậy. Ý là ở biển mình có hay không á, chứ mình cũng không biết được. Đắt giá như vậy thì chắc cũng không còn. Cái này là cái con đâu, không phải con bầu ngư đâu. Bầu ngư em mà. Em nghe nói là con bầu ngư đó, nó ở trên chớp á. Nó chớp á. Anh không biết con bầu ngư ra sao nhưng mà anh dám bảo đảm là không phải con bầu ngư. Không biết nữa đã. Nhưng mà anh Quẹo biết sao không? Cái con mà tại vì cái con size bự thì nó mắc nhưng mà cái con size nhỏ á nó có 4-5 ngàn ký à. Con bầu ngư con thôi chừng người ngàn ký thì cạo ngày bán không biết nhiêu tiền vậy sao người ta biết mắc thì người ta không cái lấy con mà ăn được là nó đã lớn vậy nè. Còn cái con đó thì chưa có ăn được ăn. Không chạy ra mà gán đi thả nước mặn kiểu này mà chừng 5 năm nữa là chắc chắn mình có ăn. Mặn 5 năm nữa thì chắc mình cũng có ăn đâu. Mình chết ngắt à. Có gì đâu mình ăn biết mình chết à. Mà năm nay là cái năm mà nước mặn nhiều mà mặn lâu vậy luôn á. Cái độ mặn nó cao. Nếu mà cái năm dài, cái năm sau mà nước mặn kiểu này chắc là mình đào vuông nuôi tôm sú luôn á anh Liệu. Mà mình không biết cách nuôi, thôi để làm muối. Mình hỏi cách làm muối cho nó không có bỏ vốn nhiều. Nhớt nước mặn lên phơi. Đem lên lộ phơi hay gì? Em có làm mấy cái cống, nhà em được mấy cái cống hả? Hai cái. Em có rửa nước mặn lại chưa? Chị dạ. Để mấy món nó về dưới rồi lấy đâu có nước mặn. Không có nước mặn tại hay vậy? Em nấu canh đâu cũng đỡ tốn tiền muối đâu. Ăn nước này đau bụng, em ăn nước này em bị đau bụng. Mà nói chơi chứ không dám đâu. Cái nước mặn.
cái nước với hà cái nước trắng mà nấu mình bỏ muối vô mình ăn được nha, nhưng mà anh lấy cái nước mặn anh nấu rồi anh nêm không có được. Cổ này anh nêm cũng được á, không có anh bỏ đường vô ăn cũng được luôn nữa. Anh nhìn anh thử đi, nói thiệt. Vậy em vợ lại em tắm, em khỏi đi tắm biển. Anh vợ chưa? Anh vợ rồi, đây không có hả? Thế hả? Ừ. Em bữa nào em không có thì em lên anh em xin. À, vậy cũng được. Ê, cái ghe của mình có biển số không vậy? Mấy chiếc ghe nhỏ này mình không có đi đăng ký hay sao, anh không hiểu chuyện đó nha. Tao không thấy có biển số. Vậy mình tự gắn biển số được không? Không. Vậy hả? Biển số nó phải hay... bên gì cảnh sát thì đường thủy gì ta cắt cho mình mới có, thì tự nhiên em lấy biển số cho em ở nhà có bữa mà lụm được cái biển số xe tải của ai á, em gắn chứ mà xuống đại đi. Mà sao em lấy chiếc ghe này không ai có biển số ta, người ta từ khi chiếc xà lan mới có thôi ha, từ khi chiếc xà lan thì em mới thấy người ta có gắn thôi, chứ mấy chiếc ghe này là như ai có tiền đóng ghe thì chạy thôi chứ không có gì, phải không? Không có giấy tờ không gì, phải không? Tại mình cũng đâu đi tỉnh này qua tỉnh kia đâu, nên mình đâu. Mình thấy xe Honda tuy là một chiếc khoảng 2-3 triệu 4-5 triệu tới lên như tiền á, thì cũng có giấy tờ có biển số đúng không? Còn chiếc ghe của mình thích thì mình đóng, không cần phải cấp biển số gì trơn á, đúng không? Nó khác nhau vậy ha. Tại vì đường thủy người ta cũng không quan trọng mấy, hay sao anh cũng hiểu nha. Mình thấy như là nó đông, không có đông lúc ha. Giờ đó anh thấy đâu có ghe đâu. Ta xuống xe người ta đi hết à. Chỉ có ghe bự là toàn là ghe bông cát không à, em nhìn thấy ít có người nào vận chuyển đồ nữa. Chi phí nó không biết, nó không có cao bằng xe, nhưng mà thay vì em đi thành phố có 2 tiếng ngồi mà em đi đường ghe đi thành phố cả ngày, tại vì tính ra là em chậm mua bán rồi em bị chậm để lại liền tới cây đi nó héo. Thà mình lợi ích mà mình là bán nhanh, phải không? Lợi ích mà bán nhanh thì mình đỡ cái mệt nữa. Đi lên phố ngày đi. Về ngày nó 2 ngày để người ta đi lên phố người ta bỏ hàng gì cái người ta đi về trong vòng 4 tiếng hồ. Hoặc tối người ta đi vô thành phố xong người ta đi về trong đêm luôn. Có khỏe hơn là đi ghe. Anh Quẹo bữa nào đi câu cá gì cá ngát á, cho em theo với anh Quẹo. Để chiếc ghe sửa cho nó ngon lại hả? Sợ quá. Anh Quẹo có một cái nghề chân tái nữa. Đó là cái nghề câu, đi câu. Ảnh đi câu tôm ở ngoài sông lớn gì nè, rồi cũng dính tôm nè, rồi ảnh câu thêm con cá ngát nè, cũng dính được cá ngát nữa. Đợt có anh câu anh dính được cá ngát khoảng 2-3 kg gì á, đúng không? Chắc chỉ có một lần trong đời đó hả anh Quẹo? Nó không bự, ít lắm, không bằng cỡ gì cỡ gì cũng nhiều. Bữa nào thì nhưng mà câu thì đa số là đi ban đêm chứ ban ngày nó không ăn đúng không? Không, nói chung ban nào nó cũng ăn, nước dòng là nó ăn nhiều. Dạ hả? Sao anh đi ban đêm không vậy? Tại vì ban đêm mình mới ở công. Ban ngày thì đi chở bi hoặc đi đổ nước rồi chẳng hạn vậy. Sáng giờ cũng đi chở nước rồi mới ở công nãy giờ. Bữa nay anh bán được mấy thùng nước rồi? 20 thùng. Thùng lời 50.000 không? Thằng bán được có 12.000 lấy gì lại 50.000. Thùng là 5.000 đi. Thùng lời được 5.000 mà chưa tính tiền xăng phải không? Chưa tính tiền đổ xăng. Thì gì cho mình là 90.000 đi, mình lấy công làm lại. Thì con anh nó cũng mua đồ ăn cho nó được ăn được ngày nay. Như anh nuôi con anh. Còn vợ anh ai nuôi? Nó đang bán 1 giờ nước ở nhà. Bữa nay là bán ngày thứ 2 rồi đúng không? Nay hết để rồi, hết nổ rồi. Ngày mai em đang phụ chị Linh làm 1 giờ nước. Đúng không? Nhớ nói chị Linh vậy nha. Mấy giờ chị hết để đó em biết chị Linh. Sáng chừng 9 giờ chị thấy nó làm á. Cái gì 9 giờ chị Linh nha. Con chó đi ghe luôn. Giữ ghe, con chó giữ ghe. Nay hết để rồi. Không biết tự nhiên nó hên hay sao. Anh gì? Hết xong. Cái gì thất bại là mẹ của thành công. Thất bại biết bao nhiêu lần rồi, giờ thành công được rồi đó. Mà không biết là lúc đầu cái lý do nào bể hoài ta. Em còn thất bại, em thất bại mấy lần á, em cũng không biết tại sao luôn. Ngày mai em lên sẵn em học chị Linh luôn chứ gì ta. Tính gà cũng khó làm quá ha. Thấy nó đơn giản mà nó khó, chứ nó không phải dễ
dễ. Bữa hôm anh mua của người ta anh ăn thử á, mà thấy nói chung người ta làm cũng có tiếng ăn ngon, có tiếng ăn ngon. Nó tiếng làm nhân qua cái đường nêm rồi nó dòm xuống đất của ta. Nó tiêu rồi nó cũng chèm xuống. Nó phải lộn xộn lên nó mới ngon. Nó lộn xộn nó mới ngon. Ủa giờ đi sửa hả? Thôi giờ Bình Toàn lấy chìa khóa xuống tới rồi. Bình Toàn chú Bình chú đuổi mình về rồi. Giờ anh gửi đi với Bình Toàn luôn hả? Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Khánh cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị em rất là nhiều. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới thiệt là vui vẻ.